Cũng tại huyện Bắc Mê, tối ngày 28 rạng sáng ngày 29 tháng 7, mưa to trên diện rộng tiếp tục gây nên tình trạng sạt lở đất và ngập úng trên nhiều đoạn đường thuộc quốc lộ 34. Tại km 10 950, nơi đã từng xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng làm 11 người chết vào ngày 12 tháng 7, ta luy dương tiếp tục bị sạt lở. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi qua lại, Công an huyện Bắc Mê đã phân công cảnh sát giao thông cùng Công an xã Yên Định thực hiện không cho người và phương tiện đi qua từ 21 giờ ngày 28 tháng 7 đến 5 giờ sáng ngày 29 tháng 7. Còn dọc theo các tuyến đường từ xã Yên Định, Minh Ngọc đến xã Lạc Nông, nhiều vị trí đất đá sạt lở, nhiều đoạn mặt đường còn bị sụt lún nghiêm trọng gây trở ngại lớn cho phương tiện qua lại. Để cảnh báo cho người cũng như phương tiện tham gia giao thông, huyện Bắc Mê đã đặt hàng chục tấm biển cảnh báo nguy hiểm dọc theo tuyến đường nơi có vị trí sạt lở, bị sụt lún đất. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Mê liên tục phát đi thông tin trên hệ thống loa truyền thanh cũng như trên các mạng xã hội như Zalo, Facebook để người dân chủ động phòng tránh.